Chào mừng các bạn đến với khóa học kiếm tiền bằng điện thoại smartphone, và tôi là Nguyễn Tùng Sơn. Cho tôi hỏi các bạn một câu rằng, có khi nào các bạn đã từng tốn tiền thông qua việc mà mình sử dụng điện thoại của mình chưa? Có khi nào mà các bạn đã từng nghĩ rằng mình có thể kiếm được tiền trong thời gian nhàn rỗi bằng chính chiếc điện thoại smartphone của mình không ạ? Và nhiều năm trước đây, khi mà tôi đi làm những công việc cho ông chủ của mình thì tôi mong muốn làm như thế nào để mình có thể kiếm được nhiều tiền, và làm như thế nào mà mình có thể xây dựng được nguồn thu nhập của mình khi mà mình có ít thời gian hơn, ít công sức hơn, và mình có thể kiếm được tiền khi mà mình đang ngồi làm việc. Và trong cái quá trình tìm kiếm như vậy, tôi đã tìm hiểu thêm rất là nhiều cái cách để kiếm được tiền online, và tôi biết được thêm những cái cách kiếm tiền thông qua MMO. Và trong cái khóa học này thì tôi sẽ giúp cho các bạn cách để làm sao mà mình có thể thu nhập được bằng chiếc điện thoại di động của mình. Tôi sẽ giúp cho các bạn có thể tạo ra được quy trình 6 bước giúp mình tạo được lâu. Bên cạnh đó là có 8 ứng dụng giúp các bạn kiếm được 500 đô mỗi tháng. Nếu như các bạn quan tâm tới khóa học kiếm tiền bằng điện thoại smartphone, các bạn có thể đăng ký ngay tại link unica.vn, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong khóa học tới. Xin chào bạn và hẹn gặp lại.